anh chị ngày mới ăn là nở, rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nấm Áp Miền Tây. Hôm nay chúng ta có mặt ở bến đò Thanh Bình. Thanh Bình từ hướng đường đi Châu Đốc nha cả nhà. Đưa bà con mình qua bên kia là bên huyện Phú Tân. Đò rời bến rồi nha cả nhà ơi. Bà cũng có một chiếc chuẩn bị cập bến ha. Cạnh bến đường, ngay đường đi như vậy nha. Đi thẳng luôn thì cái đường ngày xưa là mình đi về Châu Đốc, nhưng mà bây giờ có sự sạt lở cho nên là có cái lộ mới để mình đi đường lộ mới rồi. Còn đường lộ cũ thì bây giờ không còn đi nữa, như đường này nè. Dạ, như đường này nè. Phía trước mình thì là không còn đi được nữa nha. Dạ. Một chiếc rời đi thì sẽ có một chiếc khác cập bến, cứ đều đặn như vậy thôi, đưa bà con mình sang sông. Dạ. Cũng tiện ha cả nhà ha. Như ngày xưa mà chưa có sự cố sạt lở con đường đằng phía trước mình thì bến đò này đưa đông lắm cả nhà, nhưng bây giờ thì cũng vắng rồi. Nhưng theo lời yêu cầu của các bạn thì mình cũng trở lại bến đò Thanh Bình để ghi hình một lần nữa cho tất cả bà con mình xem. Còn thời điểm này thì nước ròng nước cạn lắm cả nhà, nước ròng bỏ bãi rất là xa, cho nên là đò đậu cũng hơi xuống ở dưới kia một chút xíu. Nhưng không sao hết nha. Cầu đò thì cũng khá là dài cho nên là bà con mình cũng yên tâm chạy xuống đến đò vẫn an toàn bình thường. Đây, nước ròng bỏ bãi nè cả nhà. Thời điểm này nước cạn lắm, bởi vì bà con mình muốn xây dựng kiến thiết hay làm cầu hay gì đó thì thời điểm này là rất là thích hợp. Như bắt những chiếc cầu qua những rạch nhỏ, hay là bà con mình muốn cất nhà sàn ở cạnh bờ sông thì thời điểm nước cạn này thì là thích hợp nhất nha cả nhà. Dạ. Trên xe trên đường bộ thì là có xe xuôi ngược, còn dưới đường sông thì cũng có những ghe thuyền. Dạ, có những ghe thuyền tấp nập cũng dễ thương ha cả nhà ha. Nói về sông nước miền Tây An Giang thì có nhiều bến đò để đưa bà con mình sang sông, để tiện cho công việc mình đi lại, mình chọn những nơi mình đi gần hơn. Thì có những chuyến đò ngang như vậy nè cũng tiện cho bà con mình lắm cả nhà. Còn con đường phía trước màn hình mình đó thì mình sẽ đi đến phà Năng Gù. Phà Năng Gù hay là cũng như mình đi về Long Xuyên hoặc là mình đi về Châu Đốc thì có con đường lộ mới ở phía trước nha cả nhà. Đây là hướng này. Còn nếu mình muốn qua sông để mình đi về Phú Tân hay là về các xã bên Phú Tân thì mình đi qua những chiếc đò ngang như vậy nè, rất là tiện nha.
xin nói thêm về bến đò Thanh Bình này. Nếu như bà con mình sang đò qua bên kia sông, bên kia Phú Tân đó, thì nếu mình lên đò rồi mình quẹo phải thì là mình sẽ đi về chùa An Hòa Tự, cũng như là mình sẽ đi đến tổ đình vân vân của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo. Còn nếu như mình rẽ trái, nếu mình lên đò mình rẽ trái thì mình sẽ đi về Hòa Lạc, đi về Hòa Lạc, cũng như là mình sẽ đi nữa, sẽ đến xa hơn nữa thì là mình sẽ đi đến Tân Châu. Dạ. Cũng tiện lắm nha cả nhà, rất là tiện luôn. Đó, trên dòng sông thì có những chiếc ghe thuyền cứ lên đên xuôi ngược, thật là êm đềm với hai chữ quê hương ha cả nhà.
Đây là cầu đò nha cả nhà. Việt Nam mình á, Việt Nam mình nói là làm thiệt nha, không có nói chơi nha. Việt Nam mình nói là làm thiệt, không có nói chơi nè, mắt là xuống nè. Y gan luôn. Ủa? Đi đâu mà mấy anh chở mỗi người một mấy cái thao vậy, để làm gì ạ? Xúc chừng vậy. À, giờ mới bắt đầu đi ha. Đi rồi về nè. Ôi. Xuyên thử mỗi người bao đó hả? Quá. Wow. Ở đâu mà nhiều dữ vậy, thiệt không? Để cái bộ nó dốc sao này, nhìn đồ nghề là biết rồi. Trời ơi. Dân vậy nó mới không lọc. Còn mà lặn bao vậy hả? Làm gì có. Thiệt á hả? À bỏ tại nước á không? Trời ơi, chủ đâu trùng mà. Về ủ ra mới là con trùng. Ờ, rồi rồi vậy. Không mà xúc được nhiều vào luôn. Rồi để làm chi? Cho cá giống ăn. Ờ, cho cá giống ăn. Cá con á. Dạ. Bà chở bảo anh kia đi, cho bà chở về. Chứ gì nữa, phải vậy thôi. Bắt xe không? Đó. Xe để nó bắt không? Khóa là chưa? Xe không có khóa. Thôi mà thôi đi lên không hỏi đâu. Lỡ ấy cái là lỗi bộ về. Thôi tạm biệt mấy anh nha. Gọi đi về để hồi đò chạy bỏ. Mơ quay nữa hả vậy? À, không, ngày mơ quay bánh đò khác. Đò chạy rồi cả nhà ơi, đò chạy rồi nha. Chuyến đò rồi. Chờ chuyến đò sao. Đó coi vậy mà cũng tiện lắm nha cả nhà. Có những chuyến đò như vậy á, thì tiện cho bà con mình nè à. Đi buôn bán, đi làm việc rồi đó, như cũng như các em học sinh đến trường à, mỗi lần sang xong thì cũng gần hơn, tiện hơn nè. Rồi chuyến đò khi rời đi thì có chiếc đò này sẽ cập bến nha. Trên dòng sông thì bao giờ cũng êm đềm phẳng lặng ha cả nhà ha. Bên cạnh đó thì có những chiếc thuyền, những chiếc đò lênh đênh trên những dòng sông quê hương. À, thật là thơ mộng, thật là dễ thương cả nhà. À, nói thơ mộng dễ thương thôi thì cũng chưa đủ. Đó là điều quan trọng nhất là khi đưa bà con mình tiện việc sang sông. Dạ, thì rất là dễ thương. À, để nối liền hai bờ thương nhớ giữa bên đây sông và cũng như bên kia sông. Dạ. À, thôi thì có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha mọi người ơi. À, rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị, tất cả mọi người đã yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh suốt thời gian qua. Giờ đây Kim cũng xin hẹn gặp lại tất cả bà con mình vào những clip sau. Xin chúc tất cả bà con mình có những ngày mới thật là vui, thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là luôn thượng lộ bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.